vị và các bạn thân mến, thành phố Macau là nơi dòng Châu Giang đổ ra biển, có diện tích bằng 1/3 Manhattan. Nhìn trên bản đồ, bán đảo này giống như một mẩu nhô lên từ đất liền. Thành phố này từng là thuộc địa của Bồ Đào Nha trong gần 500 năm, và sau khi trở lại sự sở hữu của Trung Quốc vào năm 1999, Macau vẫn được phép giữ lại một vài truyền thống mang tính trụy lạc và tự do. Đây là nơi ghi nhận sự đột biến về số lượng những người mới giàu ở Trung Quốc. Chỉ trong năm 2006, doanh thu từ các sòng bạc của Macau đã bỏ xa Las Vegas, nơi trước đó vẫn là một thành phố nổi tiếng là thành phố giải trí kỳ diệu nhất trên thế giới. Ngày nay, lượng tiền được đốt ở những sòng bạc tại Macau vẫn nhiều hơn Las Vegas tới 5 lần. Hãy cùng chúng tôi mở ra những bí mật bên trong thiên đường sòng bạc lớn nhất trên thế giới, có thể chứa khoảng 6.000 người, và nơi này được bài trí rất công phu và xa hoa theo phong cách Italia, cùng hệ thống ánh sáng huyền ảo qua đoạn video ngày hôm nay. Mùa hè 2007, ông Xiu Yunping, một thợ cắt tóc nghèo ở Hồng Kông, lần đầu đặt chân đến Macau. Giờ đây, sau khi rửa tay gác kiếm, Ping trở thành một ông trùm bài bạc giàu sụ. Xiu Yunping có một cuộc sống cực khổ từ khi còn nhỏ. Ông lớn lên tại vùng quê Hồng Kông trong một túp lều lụp xụp. Ông còn hay được bạn bè gọi với cái tên là Brother Ping. Năm ông ra đời, một trận lụt lịch sử đã càn quét đi tất cả qua các khu phố. Năm tiếp theo, nơi này lại phải hứng chịu các đợt hạn hán liên miên. Không chỉ thế, các cơn bão nhiệt đới cũng tiếp tục kéo theo hoành hành nơi đây. Một quan chức địa phương hồi tưởng lại quá khứ. Dường như ông trời đang chốt hết cơn thịnh nộ vào chúng tôi, muốn tiêu diệt con đường sống của chúng tôi. Gia đình Siêu rất đông anh chị em, có tới 6 người và ông chỉ được học hết cấp 1. Năm 9 tuổi, Siêu bắt đầu theo dõi các trò cá cược ở địa phương. Ở Hồng Kông, đánh bạc bị cấm, nó được coi là hành vi trái pháp luật. Nhưng cũng như các đất nước khác, người dân vẫn thực hiện với mong muốn mình sẽ gặp may và thoát được cái nghèo. Năm 13 tuổi, ông Siêu đã dùng những khoản tiền nhỏ để đánh bạc. Nhờ có tài quan sát, ông đã được một chủ ổ bạc thuê làm nhiệm vụ theo dõi những người chơi, nếu phát hiện gian lận sẽ lập tức báo với chủ. Khi trưởng thành, Siêu vẫn tiếp tục chơi bài, mặc dù vận đỏ không thường mỉm cười với ông. Không sở hữu một vẻ ngoài bảnh bao, nhưng ở ông toát lên sự gọn gàng và khỏe mạnh. Với gương mặt đầy đặn, mái tóc dày và đôi mắt rất nhanh nhạy, cũng giống như con người ông. Siêu kết hôn năm 19 tuổi, có 3 đứa con, ly hôn, rồi sau đó tái hôn. Ở Phắc Hinh, ngôi làng nơi ông Siêu sinh ra, ông còn được biết với cái tên là Lang Tau Ping, hay con sâu cờ bạc. Có điều ông không dành quá nhiều sự quan tâm tới biệt danh này. Ông hay chơi bài Basara, kiểu chơi bài mang đến tỷ lệ thắng cao hơn so với loại đánh bạc khác và người chơi cũng dễ làm chủ trò chơi hơn. Đây cũng là một thể loại bài yêu thích của những tay nghiện cờ bạc đến từ Trung Quốc. Một hoặc hai tuần một lần, Siêu dành một giờ trên phà để tới được cửa sông Chua Giang, cửa ngõ của đặc khu Macau. Mỗi ngày tại đây đón khoảng 70.000 người tới chơi bạc và quá nửa số đó đến từ đại lục. Siêu biết rõ và không bao giờ ảo tưởng về vận may của trò cờ bạc đỏ đen. Ông rút ra được rằng, cứ 10 người đến chơi bạc trong ván đó thì sẽ chỉ có 3 người giành chiến thắng, và nếu 3 người thắng đó tiếp tục chơi, sẽ chỉ có 1 người có thể gặp vận đỏ. Mùa đông năm 2007, ông Siêu chính thức được đặt chân tới sòng bạc nổi tiếng tại Las Vegas. Và trước đó, vào khoảng tháng 8 năm 2007, ông bắt đầu cuộc hành trình tới Macau. Siêu đã khá may mắn khi kiếm được những món hời. Có những hôm, ông kiếm được cả nghìn đô. Có khi còn lên tới hàng trăm nghìn đô. Qua lời giới thiệu của Wong, Siêu được mời vào những căn phòng VIP đặc biệt xa hoa, sang trọng, nơi chỉ dành cho các khách chơi có hầu bao lớn nhất. Nhờ đó ông trở thành khách hàng quen thuộc có mặt trên chuyến bay trực thăng trên biển. Siêu đánh bạc càng nhiều, càng kiếm được nhiều, thì Wong lại càng được nhiều hoa hồng lợi nhuận. Thế mới thấy, Macau là nơi dễ dàng ghi dấu ấn với bạn, kể cả bạn có là một thợ cắt tóc hay là một người đàn ông giàu nhất nước Mỹ. Macau, với dân số vào khoảng nửa triệu người, giống như một Trung Quốc thu nhỏ. Ở đây cũng có những chính trị gia đầy tham vọng và tốc độ đô thị hóa tới chóng mặt. Tuy nhiên, số lượng du khách và tiền mặt được trao đổi tại những sòng bạc ở đây đã khiến nó trở thành bộ phận mạnh mẽ nhất và cũng mang nguy cơ cao nhất của thành phố. Giai đoạn trước đó, Macau sản xuất pháo hoa, đồ chơi và hoa nhựa.
nhưng ngày nay thế chỗ cho những nhà máy là các sòng bạc đầy hấp dẫn. Thu nhập trung bình của người dân thành phố Macau nhiều hơn ở châu Âu và khoảng cách giàu nghèo tại nơi này cũng ngày càng gia tăng. Quá trình xây dựng đang diễn ra không ngừng và những chiếc máy hàn trên các tòa nhà đang dở dang luôn tạo ra ánh sáng mỗi đêm. Dưới vỉa hè là hình ảnh các tờ quảng cáo hứa hẹn cung cấp những cô gái đến từ mọi châu lục. Macau của những năm 30 được ví là nhà của tất cả những thứ xấu xa nhất trên thế giới, từ những thuyền trưởng nát rượu, những đồ vật nổi lềnh phềnh trên biển đến động chứa những phụ nữ xinh đẹp nhưng cực kỳ hoang dã. Đến ngày nay, Macau được nhắc đến là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng mang hình dáng của một thành phố trên vịnh Ba Tư, với những nhà thờ công giáo, tiệm cà phê, nơi các thực khách thưởng thức ly cà phê buổi sáng bên tờ báo. Jonan Chibuna, đại gia Las Vegas Steve Wynn, từng nhận xét các cửa hàng Louis Vuitton ở đây lợi nhuận gấp nhiều lần so với bất cứ cửa hàng nào của hãng trên thế giới. Nó chứng tỏ những khách hàng Trung Quốc có nhu cầu rất cao về món hàng hiệu đắt tiền, bởi họ đều là những giám đốc hay chủ tịch tập đoàn. Và chính vì vậy mà thuế tại Macau thu được gấp đôi ngân sách nhà nước. Những trò chơi may rủi đã xuất hiện trong lịch sử Trung Quốc từ thời nhà Hạ. Triều đình luôn xây dựng những đạo luật ngăn cấm các hoạt động cờ bạc, nhưng chính những quan lớn lại là những người tham gia cá cược nhiều nhất. Desmond Lam, giáo sư tại Đại học Macau khẳng định, nếu bị phát hiện, những người này sẽ phải hứng chịu các hình phạt nặng nề nhất như là cắt chức, tra tấn, lưu đày hay bỏ tù. Nhưng những điều luật hà khác ấy chẳng thể ngăn họ tiếp tục lặp lại tiền lệ này qua mỗi triều đại. Ông Lam cũng tâm sự, gia đình tôi thường xuyên đánh bạc, trong những kỳ nghỉ, giữa những lễ tang, chúng tôi chẳng làm gì khác ngoài việc đó. Chính vì vậy tôi luôn muốn tìm lời giải cho câu hỏi tại sao người Trung Quốc lại đánh bạc. Lam và tác giả bài viết này cùng trò chuyện khi đi dạo trên những con đường ở Macau, nơi được mệnh danh là thành phố của những giấc mơ. Trước mắt họ hiện ra tấm biển quảng cáo của một sòng bạc, trên đó có viết đăng ký, chơi và đổi đời. Sau hơn 6 năm nghiên cứu và tiến hành hàng loạt các khảo sát, Lam đã rút ra được rằng mỗi chiếc bàn cá cược chính là một vũ đài thu nhỏ, nơi diễn ra cuộc chiến với hai trường phái đối lập, một bên luôn tin vào khoa học, các con số chính xác tới hai chữ số thập phân, bên còn lại luôn tin vào số phận với niềm tin vô cùng mê tín của người Trung Quốc. Ông còn kể hàng loạt các thói quen kỳ lạ của họ, như muốn gặp may mắn hãy mặc quần áo màu đỏ, trước khi ra đường hãy tắt tất cả các công tắc đèn trong nhà, hay để không bị thua, trên đường đến sòng bạc không bao giờ được nhìn vào các nữ tu và các vị thiền sư. Khi đi vào, cũng đi bằng các cửa phụ và bước qua nó thay vì đi cửa chính. Khi tôi có mặt ở một trong những sòng bạc tại đây, tôi đã chứng kiến một người đàn ông với dáng người khắc khổ, gầy gò, đôi lông mày rậm, khuôn mặt đỏ bừng, mồ hôi chảy ra nhễ nhại đang tập trung vào ván bài. Bên cạnh một người chơi khác đang la hét, cố lên, cố lên, khi người đàn ông gầy gò kia, đôi tay ông lá bài run rẩy từ từ mở ra, đủ để nhìn thấy quân bên trong. Bỗng gương mặt ông ta thay đổi, sự tức giận, thất vọng hiện rõ và mọi cảm xúc ấy được dồn lên những quân bài vô tội ông đã tăng cầm trên tay. Vậy nên họ luôn nói Macau, thành phố của những giấc mơ, là nơi luôn tràn ngập những hương nước hoa đắt tiền, mùi thuốc xì gà và nước giặt thảm nồng nặc. Những con bạc người Trung Quốc, họ rất tập trung khi chơi bạc, không có thói quen vừa chơi bạc vừa uống rượu. Những con đường tại đây, khách phương xa sẽ rất hiếm khi thấy các lễ hội đường phố. Nơi đây sẽ chỉ thấy luôn ngập chìm trong âm thanh từ những con bạc đang vui sướng vì chiến thắng hay là hết đau khổ vì gặp phải lá bài không như ý. Một chi tiết khác cũng có thể thu hút nhiều sự quan tâm, đó là những tay bạc ở Macau đã chia sẻ với nhau về phương pháp gian lận đầy sáng tạo. Mùa hè năm ngoái, cảnh sát địa phương đã bắt các thành viên của một băng đảng với lời cáo buộc sử dụng camera thu nhỏ trong những chiếc máy phát bài tự động. Quá nhiều người thắng bạc sẽ gây ra sự nghi ngờ. Bản thân một ván bài Baccarat là có thể mang tới cơ hội chiến thắng rất cao. Tuy nhiên, nếu thua cuộc, người chơi sẽ bị mất lượng tiền rất lớn. Một người chơi chuyên nghiệp có thể kiếm được một cả nghìn đô trong dịp cuối tuần, nhưng sau 7 tháng chơi liên tục, hiếm ai có thể chiến thắng trở về. Chính sự nổi tiếng và thành công của Sim tại Macau đã khiến gia đình và người quen của họ gặp rắc rối. Cậu con trai 20 tuổi của ông nhận được hàng loạt các cuộc gọi nặc danh đe dọa. Không những vậy, căn nhà ông đang ở cũng bị dọa sẽ thiêu trụi. Người bạn thân của ông Wang Kangming, người đã dẫn dắt ông vào sòng bạc VIP, còn bị gọi tới những cuộc gọi với nội dung muốn có cuộc kiểm tra trực tiếp để xem siêu chiến thắng bằng thực lực hay chỉ là dở trò gian lận xảo trá. Hà Hồng Sân, đại gia 90, là biểu tượng của sự hoàn hảo ở đặc khu hành chính Macau. Ông là người được chính phủ công nhận và cấp bằng sáng chế, được cấp phép kinh doanh độc quyền ngành sòng bạc tại Macau.
được mệnh danh là tỷ phú trong ngành sòng bạc với dáng người cao lớn, ăn vận lịch lãm, một tay chơi đã từng hẹn hò với rất nhiều ngôi sao, các vũ công nổi tiếng. Ông chính là người đã ngồi trên chiếc Rolls Royce với tấm biển đăng ký mang dòng chữ HK1 vòng quanh Hồng Kông. Trong suốt cuộc đời làm việc của mình, ngoài việc xây dựng nên một đế chế lớn mạnh vang danh khắp cả nước, thì ông còn nổi tiếng với các câu chuyện sóng gió trong chính gia tộc họ Hà và câu chuyện về bốn bà vợ của ông cũng tiêu tốn nhiều giấy mực của báo chí. Sinh trưởng trong gia đình có dòng dõi đa sắc tộc gồm Do Thái, Hà Lan, Anh và Trung Quốc. Không có hiểu khi Hà Hồng Sân sở hữu vẻ ngoài điển trai hiếm có với ngũ quan hoàn hảo. Ông chính là điển hình của một đấng mày râu cao, phú, soái, tức là cao ráo, giàu có và đẹp trai trong chuyện ngôn tình. Không chỉ vậy, ông trùm cờ bạc còn từng theo học tại Đại học Hồng Kông, ngôi trường danh giá xứ Cảng Thơm và thuộc top đầu châu Á. Chính sự hoàn hảo này đã khiến cho biết bao người phụ nữ không thể cưỡng lại được sức hấp dẫn của Hà Hồng Sân. Ông có đến 4 người vợ và 6 người con trai cùng 11 người con gái. Thời điểm nổ ra Thế chiến thứ 2, sau khi cha ông tham gia đầu tư vào sàn chứng khoán và thất bại, họ đã bắt đầu lại bằng việc kinh doanh tại Macau với bước đầu thành công, ông từng nói. Khi chiến tranh kết thúc, tôi đã kiếm được hơn 1 triệu đô, gấp hơn 100 lần số vốn đã đầu tư. Trên đà chiến thắng, ông Hà tiếp tục mở rộng kinh doanh vào các lĩnh vực lớn như bất động sản, hàng không, hàng hải. Tiếp đó, đến năm 1962, ông và các đồng nghiệp của mình bắt đầu tấn công vào thị trường Macau với việc kinh doanh sòng bạc đầy ma lực. Nhờ có đầu óc kinh doanh nhạy bén, ông đã chèo lái và kéo dài sự độc quyền trong lĩnh vực này trong suốt 40 năm. Ông trở thành một trong những người giàu nhất châu Á. Nhờ công việc kinh doanh, ông đã gặp gỡ, giao lưu và có mối quan hệ mật thiết với rất nhiều vị chính trị gia nổi tiếng. Ông đã từng được đua ngựa cùng Đức Vua Shah của Iran, tham gia cuộc thi đua thuyền với Tổng thống Philippines, đánh bài cùng Chủ tịch Triều Tiên, Kim Jong-un. Cuộc sống và các mối quan hệ của ông luôn được bảo mật, thậm chí các điệp viên tình báo Mỹ muốn tìm hiểu cũng rất khó khăn. Nhưng Dan Grover, cựu điệp viên FBI tại Hồng Kông đã tìm được chi tiết quan trọng về ông và khẳng định không một ai thắng được ông ta. Trong nhiều năm, chính phủ các nước nghi ngờ ông có mối quan hệ chặt chẽ với những tổ chức tội phạm ở Trung Quốc. Giới chức đã không ít lần gây sóng gió cho hoạt động kinh doanh của gia đình ông. Bằng việc tấn công thông qua các sòng bạc tại Mỹ và Australia, năm 2009, giới chức bang New Jersey của Mỹ cáo buộc liên minh giữa hệ thống nghỉ dưỡng quốc tế MGM và bà Pansy, con gái của ông, là vi phạm điều luật bang. Theo đó, các sòng bạc không được phép kinh doanh với những cá nhân nổi danh hoặc mang tiếng xấu. Tuy nhiên, điều bất ngờ nhất chính là những gì xảy ra sau lệnh cấm đó, khi chính quyền bang New Jersey trao cho MGM một tối hậu thư, hoặc chấm dứt mối liên hệ với gia đình ông, hoặc chấp nhận mất cổ phần ở một trong những sòng bạc có lợi nhuận cao nhất thành phố Atlantic. Điều gây kinh ngạc, đáp lại quyết định ấy, MGM đã chọn Macau, đồng thời bán toàn bộ cổ phần tại Atlantic. Năm 2002, chỉ sau 3 năm từ khi chính phủ Trung Quốc đặc quyền khu Macau Stanley Ho đã chính thức mất độc quyền với sự cạnh tranh gay gắt từ các công ty nước ngoài. Tỷ phú Sheldon Adelson là người thứ 7 trong danh sách người giàu nhất nước Mỹ do tạp chí Forbes bình chọn, là người mở sòng bạc đầu tiên tại Macau không liên quan gì đến gia đình của ông ta, tên là San Macau. Là đối thủ trực tiếp vị tỷ phú người Mỹ mang dáng dấp hoàn toàn trái ngược với Hà Hồng Sân. Adelson sở hữu thân hình thấp béo và những mái tóc mang màu lửa. Nếu như Hà Hồng Sân luôn tránh phô trương quyền lực thì Adelson lại tự miêu tả bản thân là nhà đầu tư lớn nhất trong lịch sử Trung Quốc. Xuất thân là con trai của một lái xe đến từ Litva, Adelson lớn lên ở thành phố Dorchester, Boston, bang Massachusetts và từng trải qua nhiều lần kinh doanh thất bại. Bước ngoặt cuộc đời của Adelson xảy ra năm 1979 khi ông quyết định mở Comdex, một công ty chuyên tổ chức triển lãm kinh doanh máy vi tính. Thành công bước đầu giúp ông có đủ lượng vốn để mua lại San Hotel, một khách sạn lỗi thời ở Las Vegas, và sau đó tạo ra trung tâm giải trí tư nhân lớn nhất đất nước, đồng thời làm giàu cho chính bản thân bằng chiến lược xây dựng các sòng bạc bên cạnh việc tổ chức các trung tâm triển lãm. Hơn một thập kỷ sau, ông quyết định đầu tư vào Macau như một bước đệm để tiếp cận 1,3 tỷ dân Trung Quốc. Một cách rất sáng suốt, ông đã thành công trong việc thu hút sự ủng hộ của giới cầm quyền Bắc Kinh bằng cách nhắc tới ảnh hưởng của ông trong Đảng Cộng Hòa. Trong năm nay, ông và các cộng sự đã thu hút rất nhiều sự chú ý của dư luận khi mạnh tay chi 16,5 triệu đô cho siêu ủy ban hoạt động chính trị nhằm giúp đỡ chương trình bầu cử tổng thống sơ bộ của Đảng Cộng Hòa. Adelson cũng lớn tiếng khẳng định Macau một ngày nào đó sẽ giúp ông giàu hơn cả Bill Gates và Warren Buffett.
Không giống Las Vegas, nơi phần lớn lợi nhuận thu được từ những chiếc máy đánh bạc tự động, 3/4 doanh thu ở Macau đến từ những ván bài trong các phòng VIP, nơi những con bạc luôn say sưa suốt nhiều giờ đồng hồ để giải quyết một số rắc rối trong vấn đề điều hành một sòng bạc ở Macau. Các ông chủ đã xây dựng một hệ thống liên kết với những công ty bên ngoài. Nhờ đó, những khách hàng giàu có của sòng bạc sẽ được đưa tới một khu vực riêng, nơi việc cá cược với số tiền lớn được hợp pháp hóa. Nguyên nhân hình thành hệ thống này là do các hoạt động cờ bạc bị cấm ở Trung Quốc đại lục và người dân nước này không được phép mang theo hơn 3.000 đô trong những chuyến đi tới Macau. Ở Macau ngày nay, nếu một người không dùng ít nhất vài trăm đô để đánh bạc thì anh ta sẽ không được coi là một khách hàng tiềm năng, ông nói. Vậy điều gì sẽ xảy ra nếu một khách hàng thua bạc mà không chịu trả tiền? Chúng tôi sẽ tìm tới tận nơi người đó ở, cho anh ta vài ba ngày để chuẩn bị nếu cần, chỉ cần gia tăng thật nhiều áp lực, thế là đủ. Các bạn thân mến, với sự đi xuống của Las Vegas, các sòng bạc sẽ không đời nào chấm dứt những hợp đồng với các đối tác có thể giúp họ thu về rất nhiều lợi nhuận. Và Macau chính là mảnh đất màu mỡ để hội Tam Hoàng bành trướng thế lực. Kết quả là, theo lời của Steve Vickers, là một công ty hoặc là có đủ quyết tâm và chiến lược để thoát khỏi tầm ảnh hưởng của hội Tam Hoàng, hoặc là sẽ không thể yên ổn khi luôn phải lo lắng xem hội Tam Hoàng sẽ làm gì tiếp theo.